Đái Xuân Dinh trong vai Lữ Trĩ, Lữ Gia Dung trong vai Lỗ Nguyên Công Chúa, Tô Thanh trong vai Trương Yên, Bạch Sang trong vai Bạc Cơ, Phùng Thiệu Phong trong vai Lưu Chương, Hồ Hạnh Nhi trong vai Lữ Ngư cùng các diễn viên khác. Bộ phim Mỹ Nhân Tâm Kế. Tập 11. Đại Dương Giá Đáo. Các vị đại thần, có thể bắt đầu rồi. Bẩm đại dương, trong cung từ cổ chí kim đã có cổ huấn, hậu cung không được can dự triều chính. Ngày đưa mỹ nhân lên triều, việc này hết sức quan đường. Quốc đại nhân đừng vội tức giận, đầu mỹ nhân sức khỏe không tốt, bổn dương lại lo lắng vô cùng. Hôm nay bổn dương đưa nàng đến đây là để có thể nhìn thấy tận mắt, như vậy bổn dương mới có thể yên tâm được. Giả lại trước giờ Đậu Mỹ Nhân chưa từng bàn luận việc gì, sao có thể coi là can thiệp triều chính. Lão thần cho rằng triều đình này là triều đình của Đại Quốc, Mỹ Nhân là giai nhân tử do Lữ Thái Hậu ban cho, không thể không đề phòng. Cho dù Mỹ Nhân không mở miệng nói chuyện, nhưng tai nương cũng là mầm họa. Quốc đại nhân nói vậy là chưa thỏa đáng rồi. Nàng ấy là Mỹ Nhân của bổn dương, nếu như ngay cả người cùng mình chung chăn gối cũng phải đề phòng. Như vậy chi bằng Quốc đại nhân lấy một thanh kiếm ra, đem hết người trong hậu cung của bổn dương ra chém là tốt nhất. Lão thần không hề có ý đó, lão thần chỉ cảm thấy mỹ nhân không nên có mặt trên triều. Nếu như bổn dương nhất quyết phải như vậy thì sao? Nếu vậy thì hãy giết lão thần trước đã. Họa thủy, xin Quốc đại nhân bớt giận. Bổn cung có việc muốn nói, không biết là nên hay là không nên nói. Nói. Tiên đế gia ban, tân đế kế vị, không biết có phải lúc này Đại Quốc có rất nhiều nguy hiểm. Dù có nhiều nguy hiểm cũng không đến lượt mỹ nhân phải lo. Bổn cung cho rằng nếu như đã nguy hiểm thì phải đoàn kết lại cùng vượt qua hoạn nạn. Kế sách hiện nay chính là dựa vào chữ nhẫn. Nhỏ không nhẫn sẽ hư việc lớn. Đặc biệt là thời khắc này, nếu chuyện quân thần bất hòa truyền ra ngoài, người biết chuyện sẽ cho rằng dĩ phòng ta. Người không biết chuyện có thể sẽ nghĩ giữa quân thần có hiềm khích gì đó. Nếu như gặp kẻ tiểu nhân thêm thắt đặt điều nữa, như vậy Đại Quốc chắc sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn. Quốc đại nhân là công thần lương tướng, suy nghĩ sâu xa, chắc chắn phải hơn một người nữ nhi như ta. Muối rượu qua mắt thở như thế này thật là đáng xấu hổ, mong đại nhân lượng thứ. Mong Quốc đại nhân bớt giận. Đại dương, là lỗi của bổn dương. Lòng trung thành nhất mực của đại nhân bổn dương đã không trân trọng, còn tranh luận cùng này thật sự không nên như vậy. Vẫn mong là Quốc đại nhân nể tình bổn dương còn nhỏ tuổi non nớt mà lượng thứ cho bổn dương. Bổn dương xin tạ lỗi cùng ngài. Đại dương, mong người mau đứng dậy, lão thần không dám. Mau đứng dậy đi, mời đại dương mau đứng dậy. Lại đây. Quốc đại nhân đánh giác cả nửa mảnh giang sơn Đại Quốc, luôn cúc cung tận tụy, công lao không thể chối bỏ được. Bổn dương muốn tuyên cáo với toàn thiên hạ,
sẽ phong Quốc đại nhân là tướng phụ, đời đời kiếp kiếp tồn tại cùng đại quốc. Các vị ái khanh, nếu có việc thì tấu, bổn vương sẽ trọng thưởng. Bổn vương muốn nghe chính là những lời nói thật lòng như vậy. Các ái khanh đã nghe rõ chưa? Đại vương anh minh, đại vương thiên thu vạn tuế. Đậu Y Phong gần đây thật nổi tiếng. Trong hậu cung này không chỗ nào không bàn luận về cô ta. Cô ta có tài trị nước, có thể giúp đỡ đại dương, như vậy cũng rất là tốt. Nữ nhân không tài là có đức, nữ nhân có tài chưa chắc đã là một chuyện tốt. Sau này nếu sinh được con trai sẽ biết tính toán mưu đồ. Nếu vậy đại quốc này không phải đã trở thành thiên hạ của cô ta sao? Một Lữ Trĩ, Ai Gia đã chịu đựng đủ rồi. Ai Gia không muốn lại thêm một người nữa. Tử Nhiễm, con cũng phải có chút khởi sắc chứ. Phải sinh cho Hằng Nhi một hoàng tử, rồi trở thành người có cốt nhục chính thống. Những đứa yêu nghiệt kia cũng không cách nào gây chuyện sóng gió được nữa. Thái hậu nương nương, chuyện sinh thái tử không thể do một mình Dương hậu làm được. Đại Dương chưa từng bước vào Phụng Tảo cung bao giờ, cho dù chủ nhân muốn sinh con cũng không thể làm được. Bội tâm. Tử Nhiễm, Hằng Nhi chưa bao giờ tới chỗ của con sao? Có thể là do thần thiếp không được lòng của đại dương. Không được, Ai Gia phải nghĩ xem sao. Ai Gia nhất định phải suy nghĩ tử tế. Một nước cờ sai coi như quỷ cả dáng cờ. Hình như ngươi không mấy để tâm thì phải. Là cảm thấy Ai Gia không phải đối thủ của ngươi, hay là có chuyện gì khác khiến ngươi không tập trung được? Thần thiếp đâu dám. Thần thiếp chỉ lo lắng đại dương nếu như tới Trùng Hoa Điện lại không có người hầu hạ. Ngươi yên tâm đi, đại dương tự nhiên sẽ có người hầu hạ, hơn nữa sẽ hầu hạ tốt hơn cả ngươi. Nào, đánh cờ tiếp đi. Hôm nay Ai Gia đang có hứng đánh, chi bằng chúng ta đánh cờ qua đêm được không? Dương hậu nương nương, Bội tâm, chúng ta quay về thôi. Đây là chỉ ý của Thái hậu nương nương. Dương hậu nương nương, xin đừng do dự. Nếu để ruột mất cơ hội này, sẽ không còn cơ hội khác đâu. Người quay mặt lại đi. Đại vương giá đáo. Y Phong, sao lại tối như vậy? Y Phong, Y Phong,
Đại Dương, nàng tỉnh rồi à? Thiếp, nàng không cần nói gì cả. Thời gian gần đây, Bổn Dương không chú ý tới nàng. Bổn Dương nhận sai với nàng. Xin lỗi nàng. Không, không phải đâu, Đại Dương. Trời vẫn còn sớm, nàng quay vào phòng nghỉ đi. Bổn Dương đi trước đây. Đại Dương, nàng là Dương Hậu, ở đây không phù hợp với nàng. Sau này đừng đi nhầm phòng nữa. Trời đã sáng rồi. Phải, trời đã sáng rồi. Ngươi có biết đêm hôm nay đã thua bao nhiêu ván cờ không? Hình như thần thiếp không thắng được ván nào. Trước đây rất nhiều đêm, lúc tiên đế triệu kiến các phi tần khác, ai gia cũng tìm ai đó đánh cờ, cũng luôn thua mà không thắng. Nhưng sau này ai gia đã nghĩ thông rồi. Tiên đế không phải thuộc về một người, dân gia cũng vậy. Hậu cung có quá nhiều phụ nữ đợi người sủng ái. Hôm nay chúng ta thua, nhưng những khi chúng ta thắng, người khác không phải là thua sao? Hãy nhìn thoáng ra một chút. Thần thiếp hiểu. Được rồi, người cũng mệt, sớm quay về nghỉ ngơi đi. Tất cả những gì người đã làm vì ta và Dương Hậu, chúng ta đều ghi nhớ trong lòng. Nếu như Dương Hậu có thể thuận lợi mà sinh ra Long Tử, công lao của người là lớn nhất. Thái hậu nương nương, người đang nói gì vậy? Không có gì, hãy về đi. Bệ hạ, hóa ra nàng cũng biết. Nàng luôn luôn xem ta như công cụ để lấy làm mẫu hậu. Bệ hạ coi thiếp như vậy sao? Lẽ nào không phải? Thái hậu nương nương, người nói với hoàng thượng xem có phải vậy không? Hằng Nhi, sao các phi tần của con đều không hiểu quy tắc như vậy chứ? Ai gia cho nó đi, nó lại không chịu động đậy. Nếu như phụ nữ trong cung đều giống như vậy, ai gia còn có thể làm thái hậu nữa hay không? Người đâu? Dạ, Đậu Mỹ Nhân đã chống lại ý chỉ của thái hậu, phạt đến Phật đường, chép 10 cuốn kinh Phật. Chép không xong, không được phép về cung. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao? Vẫn còn tức giận ta sao? Người cũng đâu có tin thiếp, còn đến đây làm gì? Ta biết nàng đã tủi thân, cho nên mới cố ý đến thăm nàng. Nàng cho là ta không biết sao? Đây là do mẫu hậu cố ý sắp xếp. Khi đã yêu một người thì sự ấm áp, hơi thở của người đó, tất cả những gì của người đó đều luôn hiểu rõ. Đêm qua ta biết người đó là Tử Nhiễm.
nhưng ta phải thuận theo, bởi vì cô ấy là Dương hậu. Đây cũng là trách nhiệm của ta. Lúc ta vừa đến, mẫu hậu đã cố tình nói như vậy, chỉ là muốn tạo sự bất hòa giữa ta và nàng. Đã biết tâm tư của người rồi, tất nhiên phải diễn một chút cho người xem, để người cảm thấy vui vẻ một chút. Vì ta mà mẫu thân cả đời đã phải chịu rất nhiều khổ cực, ta thật sự không muốn người vì mấy chuyện vụn vặt nơi khuê phòng mà không vui. Nàng hiểu chứ? Yên tâm, trái tim ta luôn luôn chỉ dành cho nàng, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Lại sao nữa vậy? Người không nhìn xem đây là nơi nào sao? Hơn nữa, thiếp cũng chưa chép xong kinh Phật. Nếu như ngày mai Thái hậu biết được, thiếp sẽ gặp nhiều phiền phức. Ta giúp nàng chép, hai người cùng nhau, không phải sẽ nhanh hơn nhiều sao? Nếu như hoàng đế đã phong ngươi làm phu nhân, Ai Gia sẽ tắc thành cho ngươi. Mạc Ly, có nô tỳ, hãy đưa y quan của phu nhân cho cô ta. Dạ. Tạ ơn Thái hoàng Thái hậu. Hãy đi đi. Nô tỳ cáo lui. Các người bắt chước bút tích của cô ta, bắt chước thế nào rồi? Không tệ. Người phụ nữ này đã đem doanh nhi của ta đi mất, không giết nó, không thể làm nguôi đi nỗi hận này của Ai Gia. Ta giữ nó lại là muốn nó cùng với Đỗ Vân Tịch vẫn còn thư từ qua lại. Bây giờ xem ra nó đã không còn giá trị lợi dụng rồi. Mạc Ly, có nô tỳ, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Nô tỳ hiểu. Trong cung đều có quy tắc trong cung, tất cả đều theo quy tắc mà làm. Cuối cùng ta cũng đã thành phu nhân rồi. Ta đã thành phu nhân rồi. Sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt ta nữa. Không có một đấng trượng phu thì sao chứ? Nhất hồ bá ứng, vinh hoa phú quý, đó mới chính là quan trọng nhất. Cứu tôi với. Cứu tôi. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn tuẩn tán. Tôi vẫn còn trẻ mà. Tôi không muốn chết. Làm ơn cứu tôi. Làm ơn cứu tôi với. Tôi không muốn chết. Cô làm gì vậy? Buông ra, người đâu? Mau lấy cô ta ra. Cứu tôi. Cứu tôi với. Tôi trước giờ chưa hề được sủng ái. Tại sao lại bắt tôi tuẩn tán chứ? Tại sao? Tại sao? Là Thái hậu chỉ định cô ta tuẩn tán sao? Không phải Thái hậu chỉ định cô ta tuẩn tán, mà là tất cả các phi tần của tiên đế đều phải tuẩn tán, bao gồm cả cô. Cái gì? Không, không thể nào. Ta phải gặp Thái hậu. Ta không muốn tuẩn tán. Ta không muốn. Phu nhân. Phu nhân.
Không đúng, lúc nãy Thái Hậu phong ta làm phu nhân, rõ ràng là muốn cho ta chết mà. Ta có cầu xin bà ta cũng không tác dụng. Làm sao đây? Làm sao đây? Ta không thể chết. Ta tuyệt đối không thể chết. Đây là ai mà dám to gan như vậy, dám gây ồn ào náo động trong cung? Ngay cả ông ta mà cô cũng không biết sao? Ông ta chính là Lữ Lộc, Lữ đại nhân, cháu của Thái hậu. Ông ta từ nhỏ đã thông thạo âm luật, những ngày gần đây phát tang cho hoàng thượng. Thái hậu đặc biệt lệnh cho ông ta vào cung chỉ huy nhạc công, tập luyện nhạc tang, không có ai dám nói gì cả. Nếu nói như vậy, trong mắt Thái hậu thì ông ta có địa vị rất cao à? Đúng vậy. Lữ Lộc, phu nhân, nếu như người không biết thổi thì đừng miễn cưỡng thổi nữa, để tránh khỏi quấy nhiễu anh linh của hoàng thượng. Người hãy cho tôi diễn tấu đi. Khi hoàng thượng còn sống luôn muốn ta học âm luật, nhưng ta đã quá lười nhác, không hề chịu học. Nhưng bây giờ người đã đi rồi, ta muốn giúp cho người hoàn thành tâm nguyện. Phu nhân, tác dụng của âm luật là hung đúc tính nết, biểu đạt tình cảm. Nếu như biểu diễn không tốt sẽ tạo thành tác dụng ngược lại. Tấm lòng chân thành của phu nhân, di thần thật sự rất cảm động. Di thần là người yêu âm luật, không muốn ở trước linh cữu của hoàng đế xuất hiện một thứ âm luật sai. Hy vọng phu nhân có thể hiểu. Từ trước ta đã nghe là đại nhân rất thông thạo âm luật. Ta có một yêu cầu có chút quá đáng, không biết đại nhân có nhận lời không? Mời phu nhân nói. Bây giờ cách đại lễ hạ táng hoàng đế còn rất nhiều thời gian. Ta hy vọng Lữ đại nhân có thể dạy ta một ít, để trong đại lễ hạ táng hoàng đế có thể diễn tấu một bản cuối cùng. Chuyện này, đại nhân, chế độ tuẫn táng phi tần người cũng biết chứ. Thần thiếp đã là người sắp chết, lẽ nào ngay cả yêu cầu bé nhỏ này ngài cũng không thể chấp nhận sao? Được thôi, đa tạ đại nhân. Phu nhân thật sự có thiên phận. Nếu mà cố gắng tập luyện, di thần tin rằng sẽ không lâu nữa có thể bắt kịp di thần rồi. Kiếp này sợ không còn cơ hội nữa. Đợi kiếp sau vậy. Kiếp sau, ta nguyện sẽ theo tùy hầu bên cạnh đại nhân, cùng với đại nhân tâm sự về âm luật. Đa tạ đại nhân, trong vài ngày đã giúp sức dạy ta. Ta vẫn còn một nguyện vọng nữa, đại nhân có thể giúp ta thực hiện không? Nguyện vọng gì? Xin hãy nói. Ôm ta một chút được không?
cả đời này ta chưa bao giờ có thể sống tốt. Phụ mẫu đã chết khi ta còn nhỏ, một mình ta lưu lạc ở bên ngoài, không có ai thương, cũng chẳng có ai yêu. Sau đó bị chọn vào cung, khó khăn lắm mới được hoàng thượng để ý tới. Kết quả hoàng thượng lại bị bệnh, nên chưa hề sủng ái tới ta. Lần này được phong làm phu nhân cũng là chuyện sau khi hoàng thượng đã mất. Ta luôn nghĩ có phải là không đủ người tuẩn tán nên đã đưa ta vào cho đủ số không? Ta vốn dĩ cho là cuộc đời của ta chỉ như một hạt bụi rơi xuống, coi như là hết. Nhưng mà không thể nghĩ tới ta đã gặp được đại nhân, gặp được âm luật. Ta mới biết là ta đã khát vọng như thế nào. Có thể có thêm một chút thời gian, ta khát vọng được tiếp tục sống như thế nào. Đa tạ đại nhân. Cuộc đời này của ta đã không còn gì đáng tiếc nữa rồi. Nếu như không còn gì để đáng tiếc thì những giọt nước mắt này là gì? Là vì ta chưa hoàn thành được ước muốn. Đại nhân, ngài hãy quên ta đi, hãy coi như là ta chưa từng xuất hiện. Nàng thật sự đã đưa ra cho ta một vấn đề cực kỳ khó khăn. Thật ra để nhớ tới một người rất đơn giản, nhưng để quên đi lại rất khó. Ta xin lỗi, là do ta không nên để đại nhân dạy âm luật, không nên đúng vào lúc này để gặp được đại nhân. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Đừng nói câu xin lỗi, vĩnh viễn không cần nói. Phụng ý chỉ của Thái hậu, đưa các vị nương nương lên đường. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết mà. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết.
Phu nhân đã chuẩn bị xong chưa? Tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Chuyện đã làm ổn thỏa rồi chứ? Những phi tần phải tuẫn tán đều đã bị thắt cổ rồi. Bọn họ thật đáng thương. Nếu như không làm như vậy, bọn họ sẽ không tin Doanh Nhi đã chết rồi. Nô tỳ hiểu. Thận Nhi có trong đó không? Tin tức Thận Nhi bị tuẫn tán, không được để lọt ra ngoài. Đi kiểm tra xem người nhà cô ta có còn ai nữa không, giúp Ai Gia xử lý cho hết, tránh khỏi việc truyền đến tay của Đỗ Vân Tịch sẽ làm hỏng kế hoạch lớn của chúng ta. Tuân chỉ. Nô tỳ sẽ đi làm ngay. Lữ Trị, ngươi là người phụ nữ hay là một đao phủ thủ? Việc giết hại ở trong cung đến khi nào mới có thể dừng lại chứ? Ai Gia không được mềm lòng. Ai Gia tuyệt đối không được mềm lòng. Giang Sơn mà tiên đế để lại, hoàng thượng gánh vác không nổi. Ai Gia nhất định phải gánh vác được. Tiên đế, cả đời người yêu nhiều người phụ nữ như vậy, thử hỏi có người nào dám gánh vác cả Giang Sơn của người chứ? Không có. Một người cũng không có. Người hãy đợi mà xem. Trong số phụ nữ mà người đã yêu, nhất định là Ai Gia yêu người nhất. Nhất định là như vậy. Kim sư đại nhân, đã kiểm tra xem người thân của Nhiếp Thận Nhi có những ai chưa? Ở trong hành quán này thực sự có quá nhiều tài liệu gia tộc. Mạc đại nương, xin hãy đợi một lát, sẽ tìm ra ngay. Sẽ tìm ra. Kim sư đại nhân, ngài xem, cô ấy có thể thay thế được không? Chết rồi. Cái cô Nhiếp Thận Nhi này chỉ là gượng lấy thêm cho đủ số, không hề có tài liệu gia tộc. Làm sao bây giờ chứ? Là Đỗ Vân Tịch lo chuyện này từ đầu, bây giờ đành để cho cô ta lo luôn vậy. Mạc đại nương, đây chính là tài liệu về gia tộc của Nhiếp Thận Nhi trước khi vào cung. Tất cả những người thân của cô ta đều giết ở đây. Ngươi hãy nhớ, trong cung chưa hề có ai là Nhiếp Thận Nhi, cũng không hề có quyển gia tộc này. Đã hiểu chưa? Nô tài hiểu. Mẹ à, chúng ta thật sự phải đi sao? Đừng để cha con nghe thấy. Nếu như ông ấy biết chúng ta đem tất cả của cải đi đánh bạc, không giết ta mới lạ. Mẹ biết rõ ông ấy sẽ giết chúng ta, mẹ còn giác hết tất cả ngân lượng. Lần này ta đã mơ thấy tài thần gia rồi, chúng ta nhất định có thể thắng. Lần này chúng ta hãy qua bên ngoài con sống, đợi đến khi đánh bạc xong rồi hãy quay về. Nếu lỡ như cha giận chúng ta thì sao? Ông ta chẳng qua chỉ là một con hổ giấy gào mấy tiếng rồi thôi. Nếu như ông ta dám giẫm lên mặt mũi ta, ta sẽ bỏ ông ta. Ta xem ông ta có còn tiền để lấy bà vợ thứ hai không. Mẹ, mẹ thật sự quá lợi hại. Từ xưa đến giờ, phần nhiều đều là nam nhân bỏ thê tử. Lần này thê tử bỏ trượng phu, mẹ đúng là người đầu tiên đó. Không chừng còn có thể ghi tên vào sử sách nữa đó. Đừng nói ba qua nữa, mau đi thôi.
cha. Đại nghiệp, chúng tôi... Con... Thôi được rồi, tôi chỉ là cần một ít tiền, không đến mức như vậy chứ. Vợ và tiền bạc, ông chỉ được chọn một, ông chọn đi. Ông không chọn có phải không? Không chọn thì ông tránh ra. Mau tránh ra. Đại nghiệp. Cha. Mẹ. Con mau tỉnh lại đi. Quốc Xuân. Quốc Xuân. Các người là ai? Lữ đại nhân. Người này do Thái hậu nương nương phái đến kiểm nghiệm và hóa trang lại cho các phi tần đã bị tuẫn tán. Mong hãy châm trước. Mời vào. Hãy bắt đầu từ đây. Làm phiền ngươi rồi. Thận Nhi, nàng không sao chứ? Đại nhân, cuối cùng ngày cũng tới rồi. Nếu tới muộn một chút, thiếp không còn cách nào để thở nữa. Thận Nhi, nàng đã chịu khổ rồi. Nàng yên tâm đi, ngày mai đóng quan tài rồi, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Ta sẽ ở ngoài canh. Nàng hãy đổi y phục đi, ta sẽ đưa nàng đi. Được. Đại nhân, thiếp xong rồi. Mau khiêng hắn vào trong, chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Tham kiến Thái hậu nương nương, Dương hậu nương nương. Ai gia cứ tưởng là ai, thì ra là nữ anh hùng Đậu mỹ nhân. Nghe nói ngươi ở điện Trùng Hoa giúp cho đại dương giải quyết chính sự. Thần thiếp tất cả đều tuân theo sự dặn dò của đại dương, không hề dám vượt qua dù chỉ một lần. Không dám, ngươi cũng đã làm rồi, ngươi còn có cái gì không dám chứ? Mẫu hậu, Đậu mỹ nhân cũng chỉ muốn giúp đại dương thôi. Càng khôn phân rõ, nam nhân nữ nhân mỗi người một chức vụ, cái gì nên giúp, cái gì không nên giúp cũng nên có chừng mực chứ. Thực ra làm nữ nhân cái gì cũng là giả, giúp cho nam nhân sinh thêm con cháu đầy đàn, đây mới chính là thiên chức to lớn nhất. Giống như Dương hậu đây. Đúng rồi, Ai Gia quên mất báo cho ngươi một tin tốt lành. Dương hậu đã mang thai rồi. Chúc mừng Dương hậu nương nương. Ai Gia vừa mới xem qua đồng sử, đại dương ngày ngày đều qua chỗ ngươi, ngươi nhất định rất vất vả. Bây giờ Dương hậu đã có thai, sau này Ai Gia sẽ bảo hoàng thượng đến cung phụng tảo, thường xuyên ở bên Dương hậu. Ngươi cũng có thể thoải mái nhẹ nhõm hơn. Có thời gian thì hãy cố học quy tắc trong cung nhiều một chút, nên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đã hiểu chưa? Thần thiếp hiểu. Tử Nhiễm, chúng ta đi thôi. Tuyết Duyên, không cần thắp nữa.
Nhưng mỗi lần đại dương đến, không phải đều thích thắp sáng cả phòng lên sao? Như vậy, người mới có thể nhìn kỹ mỹ nhân thật kỹ càng, không cần nhận lầm người khác. Đại dương sẽ không đến đâu. Không, người sẽ đến. Cô không nghe nói sao? Nhưng hậu nương nương đã mang thai rồi. Vậy thì người cũng vẫn sẽ đến, đều đã muộn rồi. Nếu đến thì sớm đã đến rồi. Tại sao lại tối vậy? Hôm nay điện trùng qua muốn tiết kiệm dầu à? Tôi nói là người sẽ đến mà. Điện hạ, sao người đến vậy? Thái hậu nương nương không phải đã dặn dò? Thái hậu nương nương đúng là đã dặn. Hôm nay bổn vương đến tìm nàng chỉ là có một chuyện quan trọng khác. Có chuyện gì vậy? Nàng đó, lần nào ta nói với nàng là có chuyện, nàng luôn nghĩ đến chiều hướng xấu. Sau này có chuyện gì tốt, bổn vương sẽ không nói với nàng nữa. Chuyện tốt? Đại vương phải đi kiểm tra biên ải. Ban đầu là dân hậu phải đi cùng, nhưng dân hậu trong người đang mang thai, không được đi lại thuyền xe vất vả. Bây giờ đã đổi lại đậu mỹ nhân đi cùng, hầu hạ bên cạnh. Nàng thấy thế nào? Điện hạ, nếu như ở đây không thể chứa chúng ta hãy đi ra bên ngoài. Dù sao cũng là trời cao, hoàng đế lại ở xa, không cần phải nghĩ nhiều làm gì. Nào, thiếp vẫn chưa chuẩn bị. Không cần chuẩn bị, ta đã giúp nàng chuẩn bị xong hết rồi. Nào, Tuyết Diên. Dừng. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Dạ. Nàng xem, đây chính là biên ải giữa đại hán của chúng ta và Hung Nô. Phong cảnh thật là đẹp. Cẩn thận. Đó là gì vậy? Đó là thuốc mê, dược tính rất mạnh. Cần nhiều thuốc mê như vậy làm gì chứ? Cẩn thận một chút. Đã làm đại dương giật mình, ở đây giao cho thuộc hạ xử lý. Chúng ta đi lên phía trước xem. Chết rồi, Lữ Thái Hậu đã đợi đến bực mình rồi. Phải làm sao đây? Ánh mắt đầu tiên là triền miên nhất, đi qua đời nàng và ta. Không chỉ là lời hẹn ước dịu dàng tỉ mỉ làm ấm gương mặt ta, khiến ta quên hết mọi thời gian. Trong giấc mơ đêm hôm qua quá lưu luyến, hoa rơi hoa bay đâu chỉ bên tà áo, quyến luyến bên nhau chẳng muốn thành tiên. Người ta yêu nhất không còn ở bên cạnh. Điện Tiêu Phòng, Trường Môn Hận, hoa rơi bay khắp trên bầu trời. Tầm xuân cô đơn đang buồn rầu dệt ké. Năm này quá năm nọ, quá nhiều quyến luyến, quá đêm dài. Tơ duyên khó đứt, quyển sách cũ nát chẳng thể ghi lại mỗi một người. Hồng Nhan.